Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ca sĩ Trường Vũ là trong những nam danh ca tiêu biểu bậc nhất dòng nhạc vàng tại hải ngoại năm 1975. Cùng với Tấn Vũ, anh là ca sĩ có số lượng bài hát thu âm và băng đĩa nhạc được tiêu thụ bậc nhất tại hải ngoại. Sau hát Trường Vũ ấm áp và tình cảm thể hiện sâu sắc, nhiều ca khúc nhạc vàng đã từng gắn liền với các ca sĩ thế hệ trước. Anh đã từng học nhạc từ hai nam danh ca nổi tiếng nhất của nhạc vàng là Duy Khánh và Chí Linh, nên giọng hát cùng mang nhiều ảnh hưởng từ hai giọng ca huyền thoại này. Trường Vũ tên khai sinh là Huỳnh Văn Ngoắn, sinh năm 1963 trong một gia đình người gốc Hoa Triệu Châu tại tỉnh Bạc Liêu xưa, nay thuộc tỉnh Sóc Trăng. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, khi còn ở Việt Nam đã thường xuyên nghe và hát theo bài hát nhạc vàng từ các băng đĩa thu âm cũ và hai giọng ca thần tượng Chí Linh và Duy Khánh là hai người ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của Trường Vũ sau này. Năm 20 tuổi, Trường Vũ tìm đường ra nước ngoài định cư. Anh sống tại Malaysia một năm trước đến khi đến Mỹ. Trước khi đến với sân khấu ca nhạc, anh phải đi làm phụ nhà hàng với mức lương ít ỏi, khi vài trăm đô la một tháng. Tại đây làm những công việc như bưng bê, rửa chén, lau nhà và hầu hết những công việc lặt vặt trong nhà, hàng suốt 5 giờ đến 10 giờ tối mới được về. Trong những ngày đầu xa xứ người, Trường Vũ gặp nhiều khó khăn vì không rành tiếng Việt, chỉ nghe hiểu những từ đơn giản, ngôn ngữ giao tiếp chính anh vẫn là tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông. Thời gian bắt đầu chừng bước vào nghề ca hát, Trường Vũ may mắn được một người bạn giới thiệu Việt bên cạnh để giải thích cho anh nghĩa của những ca khúc nhạc vàng chuẩn bị thu âm. Cô người yêu đó cùng là giúp Trường Vũ học thành tạo tiếng Việt và khuyến khích theo anh đuổi sự nghiệp. Sau ồn ào của Võ Hoàng Yên cùng những thế tài bàn tán khắp nơi trên mạng xã hội mà còn kéo theo những nghệ sĩ cùng bị vạ lây, nghệ sĩ Hoài Linh và Phí điển hình nhất lao đao suốt thời gian dài bị nghi mối quan hệ với thần y. Danh ca Trường Vũ cách đây không lâu bị khui lại video hình ảnh chữa bệnh cho ông Hoàng Yên, không chỉ vậy mạng xã hội còn lan truyền chụp thể tín đồ được cho là của ông Hoàng nhạc nghèo, dư luận bực tức lên tiếng yêu cầu Trường Vũ giải thích rõ. Tuy nhiên, cùng ký từ đó khán giả hiếm khi thấy Trường Vũ xuất hiện trên mạng xã hội, anh không đăng tải nhiều, càng không để đến ông Võ Hoàng Yên. Tối mùng 8 tháng 7, Trường Vũ đăng bài lại trên trang cá nhân. Điều đáng nói, lần này dư luận chững chờ khi giọng ca đình đám lại báo tin buồn của gia đình. Chia sẻ bức ảnh nhà có 4 người trong đám tang, đeo khăn tang, Trường Vũ nghẹn ngào, lại thêm một lần nữa đeo khăn tang. Bạn bè khán giả bàng hoàng gửi lời chia buồn đến gia đình Trường Vũ. Dưới lời bình luận, người liên tục động viên nam danh ca. Trường Vũ là nam danh ca hải ngoại Việt Cộng Hòa, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả những ca bài hát để đời như rừng lá thấp, nghèo, mai lỡ hai mình xa, chuyến xe làm chiều. Vì thường xuyên thể hiện những ca khúc về cuộc sống khó khăn, vất vả nên ca sĩ được khán giả yêu ái đặt danh ông Hoàng nhạc nghèo. Trong sự nghiệp ca hát của Trường Vũ, song ăn ý nhiều nhất đồng nghiệp nữ có thể đến như Quỳnh Phi Nhung Tâm Đoan. Trong thời gian đó, Trường Vũ cùng theo học với Duy Khánh trong 5 năm. Được miễn danh này ảnh hưởng đến phần lý và phát âm. Thời gian đầu đó, Trường Vũ cùng may mắn được Chí Linh dẫn thêm về phần sự hơi và luyến lấy. Vì vậy khi nghe Trường Vũ hát, người ta thấy thập thoáng song hát của danh ca Duy Khánh và Chí Linh. Thậm chí là một số người còn quên nghe nhạc vàng, còn không phân biệt được song hát Chí Linh và Trường Vũ. Khi đã ngoài 30 tuổi, sự nghiệp của danh ca Trường Vũ bắt đầu rực sáng nhờ ca sĩ Trung Tử Liêu phát hiện. Mời vì công tác với hai trung tâm Vượng Hoàng và Ca Dao, nơi Trung Tử Liêu đang làm biên tập nhạc. Chỉ riêng hai trung tâm này, Trường Vũ đã thu âm đến gần 80 giờ nhạc. Chứng tỏ sự ăn khách của dòng hát này, hải ngoại ăn thập niên 1990, đầu năm 2000.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.